Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ ghép chiếc T35, nhưng mà nhìn nó cũng xịn nha các bạn. Chiếc này là nhìn nó giống cá sấu. Cá sấu T35 các bạn, cá sấu T35. Mình sẽ ghép ba chiếc này thành một chiếc. Chiếc này chiếc màu xanh, chiếc lính, còn chiếc kia là chiếc tướng nha các bạn. Rồi, không biết cái nòng nhỏ này một lát mình có làm được gì nó không ta. Chưa, bây giờ để mình cắt cái này ra cái. Rồi, delete cái phần này đi. Đó, các bạn thấy chưa? Đã ra được cái phần đầu ở trên. Nhìn cái mặt con này ngáo quá các bạn. Nhìn mặt con này ngáo như gì vậy? Các bạn nhớ bấm like và bấm chuông, bấm subscribe nữa nha các bạn. Đăng ký nữa, hộ mình đó nha. Để tới cái con tướng này. Ok. Yeah, mình lấy được cái con tướng ra rồi. Mình nãy giờ mình tưởng đâu cái thân không, chứ ai ngờ đâu ở dưới đây nó còn một con mắt nữa này các bạn. Ngay cái hình tam giác ở dưới đây này có một con mắt đó các bạn. Nhìn cũng kỳ nhưng mà không sao. Kéo nó xuống nè. Ba con với nhau. Cái đầu nó để được tách ra một miếng chiếu nữa thôi là nó dính vô rồi. Được rồi, hình như mình cần phải dính nó lại nữa. Mệt thiệt. Rồi đó các bạn. Oh yeah. Mệt quá. Không biết cái này xử lý làm sao hả các bạn. Để đâu ta? Thôi để tạm đây đi. Để coi trong đây có gì không. Mình thấy cái này nó cũng được. Gắn vô cho nó luôn. Để cho nó bắn chứ. Lỡ nó bắn thua rồi sao các bạn. Nghỉ luôn. Chứ sao. Còn cái này bắn. Cái này không làm cái nòng được. Cái này làm coi cho nó cái ống khói đi. Ống khói đặt ở đâu ta? Mình nghĩ ở đây được cùi. Chỗ này vẫn không được. Mình thấy là không nghi vừa đó. Không khả nghi. Để vô xong mình nói lại. Còn cái phần này sao, xử lý sao đây. Ok. Cắt cái nòng nó ra. Dục vô ngay chỗ này. Thế là xong được một cái nòng nữa rồi. Và mình sẽ tạm dừng cái video ở đây nha các bạn. Các bạn nhớ bấm chuông và bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha. Bấm vô cái chuông để nhận thông báo từ kênh của mình luôn.